Phong Thủy Thâm Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Thâm Nguyên. Em là Đức Trung, trợ lý của thầy Thâm Nguyên. Và trong chuỗi những video này thì Đức Trung sẽ xin phép trao đổi đến các anh chị đến những cái kiến thức liên quan đến các cái tháng vượng để chúng ta tiến hành xây mới một ngôi nhà hoặc là tu tạo sửa chữa tại một khu vực nào đó trong ngôi nhà của mình. Vậy thì chúng ta có thể triển khai vào các cái tháng nào? Các tháng vượng đó thì phương vị nào có thể tu tạo được hoặc là hướng nhà nào có thể xây mới được? Điều này là điều yếu tố rất quan trọng để giúp cho các anh chị có những cái phương án chuẩn bị tốt nhất cho cái việc xây sửa ngôi nhà mình hoặc là tu tạo sửa chữa đối với cái ngôi nhà mình nó trở nên khang trang và trở nên tốt hơn. Cái điều quan trọng đó là để mà các anh chị đánh giá được cái việc đó là cái hướng nhà đấy của nhà mình có xây mới được hay không thì chúng ta cần phải căn cứ trên yếu tố là sát khí của hàng năm. Căn cứ vào 5 yếu tố sát khí rất lớn đó là Thái Tế sát, Tam sát, Ngũ Hành đại sát, Mậu Kỷ đối thiên sát và Mùa Long biến mệnh sát thì phần kiến thức về yếu tố về tu tạo sửa chữa hoặc là khai sơn lập hướng mới này được thầy Tam Nguyên chia sẻ rất rõ trong cái khóa học Kích Tài Lộc 2020. Thì các anh chị nếu có thời gian thì nên sắp xếp thời gian để mà tham gia khóa học này tại cả ba địa điểm lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thì sẽ được tiếp thu những kiến thức tinh hoa về phong thủy chính tông với những cái thông tin chất lọc và tinh gọn nhất để các anh chị nắm được cái yếu tố vận khí của ngôi nhà mình xây mới hay tu tạo sửa chữa như thế nào. Chúng ta quay lại với video liên quan đến tháng vượng để xây sửa ngôi nhà. Trong cái video này chúng ta sẽ nói đến cái tháng 5 đó là tháng Nhâm Ngọ. Với các tháng trước bao gồm là tháng Giêng là tháng Mậu Dần, tháng 2 là tháng Kỷ Mão, tháng 3 là tháng Canh Thìn, tháng 4 là tháng Tân Tị, Đức Trung đã chia sẻ với các anh chị hướng nào có thể xây mới được, hướng nào có thể phương vị nào có thể tu tạo sửa chữa được. Và ngày hôm nay chúng ta đến với tháng 5 là tháng Nhâm Ngọ. Với tháng 5 là tháng Nhâm Ngọ chúng ta có thể xây mới được với cái nhà hướng Tây và hướng Tây Nam. Với cái nhà hướng Tây có giải độ từ 247,5 độ cho đến 292,5 độ. Hướng Tây bao gồm 3 sơn hướng là Canh, Dậu và Tân. Do đó rằng là mỗi một sơn hướng khác nhau thì yếu tố về vận khí, đắc lợi nó yếu tố nó khác nhau, khiến cho cái việc chúng ta cần phải đo đạc cụ thể hướng nhà mình nó rơi vào hướng Canh hay hướng Dậu hay hướng Tân thì chúng ta mới phán đoán được việc là năm 2020 vào cái tháng Nhâm Ngọ là cái tháng năm âm lịch chúng ta có xây mới được với cái nhà hướng Tây hay không. Trước đấy thì các cái tháng trước từ tháng Giêng cho đến tháng 4 Đức Trung đã chia sẻ đến các anh chị vào các tháng đấy thì hướng nào có thể xây mới được thì các anh chị vui lòng nghe lại để xem là tháng Tây là cái hướng Tây hoặc là hướng Tây Nam nhà mình thì các cái tháng đầu năm thì có thể xây mới được không, các anh chị vui lòng nghe lại video nhé. Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể là xác định được cái việc hướng nhà mình rơi vào cụ thể hướng gì thì các anh chị vui lòng tải ứng dụng tên là La Bàn Việt về máy. Ứng dụng La Bàn Việt là ứng dụng của Phong Thủy Thâm Nguyên lập trình và viết lên trên cả hai dòng điện thoại đó là iPhone chạy hệ điều hành iOS hoặc là các dòng điện thoại như Samsung, Oppo, Huawei hoặc là Vivo chẳng hạn chạy hệ điều hành Android thì đều có thể là sử dụng được cái ứng dụng La Bàn Việt này. Thì các anh chị vui lòng tải về máy và đo cụ thể xem hướng nhà mình là hướng gì thì hãy báo lại cho đội ngũ Phong Thủy Thâm Nguyên thông qua số 1900292 thì để chúng tôi tư vấn các anh chị một cách kỹ càng nhất. Quay lại hướng Tây bao gồm 3 sơn hướng là Canh, Dậu và Tân. Hướng nhà của anh chị rơi vào độ số nào thì sẽ rơi vào cái sơn hướng đấy. Ví dụ như rằng hướng Canh nó sẽ có giải độ từ 247,5 độ cho đến 262,5 độ. Hướng Dậu có giải độ từ 262,5 độ cho đến 277,5 độ. Và hướng Tân có giải độ từ 277,5 độ cho đến 292,5 độ. Trong tháng năm Nhâm Ngọ hoặc trong cái năm 2020 Canh Tý thì hướng Tây này chúng ta chỉ có thể khai sơn lập hướng được với hai cái sơn hướng đó là hướng Canh và hướng Tân. Hướng chính Dậu chúng ta không thể làm được bởi vì phần tọa của nó phần mão sơn, tức là tọa mão hướng Dậu, phần mão nó phạm phải Mộ Long biến vận sát, do đó là xây cái nhà tọa mão hướng Dậu chúng ta không triển khai được trong năm 2020 và kể cả vào cái tháng năm Nhâm Ngọ. Do đó rằng là vào cái tháng năm Nhâm Ngọ chúng ta chỉ có thể động thổ được hướng Tây nhưng với hai cái sơn hướng đó là hướng Canh và hướng Tân mà thôi, hướng Dậu chúng ta không có làm được thì điều này anh chị nên hết sức chú ý. Với cái hướng đó là hướng Tây Nam, hướng Tây Nam bao gồm 3 sơn hướng là Mùi, Khôn, Thân. Năm 2019 thì Tây Nam phạm ngũ hành đại sát, do đó là xây cái nhà hướng Tây Nam tuyệt nhiên chúng ta không thể xây dựng được. Do đó là những anh chị nào mà bị chững cái thời gian xây dựng do năm 2019 ngũ hành đại sát báo đến Tây Nam thì 2020 chúng ta triển khai được rồi đấy. 2020 thì hướng Tây Nam bao gồm 3 sơn hướng là Mùi, Khôn, Thân, chúng ta cũng nên chú ý chỉ triển khai được với lại hướng Mùi và hướng Khôn, hướng Thân tuyệt nhiên chúng ta không triển khai xây dựng được do rằng nó phạm phải yếu tố về Mậu Kỷ đối thiên, do đó là chúng ta không có xây dựng được với cái nhà hướng Thân đâu. Tây Nam có giải độ từ 202,5 độ cho đến 247,5 độ, trong đó hướng Mùi có giải độ từ 202,5 độ cho đến 217,5 độ, hướng Khôn có giải độ từ 217,5 độ cho đến
232,5 độ và hướng thân có giải độ từ 232,5 độ cho đến 247,5 độ thì hướng thân tức là tọa đông bắc hướng tây nam, tọa dần hướng thân chúng ta không xây dựng được, do rằng là tháng Mậu Dần nó phạm phải chính Mậu Tỵ đô thiên, do đó tọa dần hướng thân chúng ta không làm được. Chúng ta chỉ có thể khai sơn lập hướng được với hai hướng còn lại, đó là tọa xử hướng Mùi hoặc là tọa xử hướng Mùi hoặc là tọa Cấn hướng Khôn. Do đó là lưu ý với hướng tây nam hướng thân chúng ta không có làm được, chỉ có thể xây dựng được với hướng Mùi và hướng Khôn mà thôi anh chị nhé. Với việc xây mới chúng ta xây dựng được hướng tây và hướng tây nam. Quay sang tiếp theo đó là chúng ta tu tạo sửa chữa, thì chúng ta tu tạo sửa chữa phương vị nào? Thì chúng ta tu tạo sửa chữa được với phương vị tây. Phương vị tây cũng bao gồm ba sơn hướng là Canh Dậu Tân, thì năm 2020 với cái việc là phương vị tây tức là vị trí tại phương tây ở trong nhà tính từ tâm của ngôi nhà mà chúng ta năm nay 2020 chúng ta muốn có mong muốn là đập phá hay tu tạo sửa chữa thì chúng ta hoàn toàn có thể làm trong cái tháng 5 là tháng Nhâm Ngọ này. Thì các anh chị vui lòng chú ý ghi chép lại những cái thông tin vừa rồi để có thể có cái phương án chuẩn bị chủ động cho cái việc xây dựng ngôi nhà của mình. Để mà chi tiết hơn thì các anh chị vui lòng có thể liên hệ đến số 1900 292 bấm nhánh số 2 để gặp đội ngũ trợ lý của thầy Tăng Nguyên sẽ tư vấn các anh chị một cách kỹ càng liên quan tất cả những dữ liệu thông số liên quan đến cái việc xây nhà hoặc là tu tạo sửa chữa để các anh chị có một phương án tốt nhất, an toàn nhất và cẩn trọng nhất, cũng như là nắm được những cái nghi thức nghi lễ quan trọng để thực hiện việc xây mới hoặc tu tạo này. Chi tiết hơn nữa thì cần phải đến khảo sát trực tiếp thì mới có thể đánh giá được yếu tố cách cục thực tế xem là chúng ta xây mới hoặc tu tạo như thế nào. Thì các anh chị cũng vui lòng liên hệ đến số 1900 292 bấm nhánh số 2 hoặc đến văn phòng chi tiết tại Hà Nội, phòng 510 tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội. Để mà theo dõi những video tiếp theo, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm phím chuông để có những video mới nhất tại Phong Thủy Tâm Nguyên, các anh chị có thể lắng nghe và tiếp thu những kiến thức phong thủy chính tông một cách minh bạch và rõ ràng. Đức Trung xin chào tất cả các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.